Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 12 giờ trưa ngày 7 tháng 10 của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các ngân hàng giải quyết bài toán khó trong cuộc đua phát triển ngân hàng số và những thách thức khi ngành này đứng trước cơ hội bứt phá. Doanh nghiệp và người dân chủ động năng lượng tiêu thụ và có thể bán sinh lời khi triển khai các hoạt động phát triển loại hình năng lượng tái tạo điện mặt trời áp mái. Bộ Y tế chỉ thị người dân đến bệnh viện phải bật ứng dụng truy vết COVID-19 Bluezone, yêu cầu mỗi người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch nghiêm túc và hiệu quả. Thưa quý vị, vào sáng nay, ngày 7 tháng 10, trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng quan chức cao cấp ASEAN Việt Nam, đã chủ trì hội nghị quan chức cao cấp SOM ASEAN được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Tham dự hội nghị có trưởng SOM các nước thành viên ASEAN và Phó Tổng Thư ký ASEAN. Trao đổi tại hội nghị, các nước ASEAN đều bày tỏ sự hài lòng đối với những kết quả đạt được trong hợp tác ASEAN từ đầu năm đến nay. Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Việt Nam, tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN được triển khai tích cực, trong đó các ưu tiên sáng kiến của ASEAN trong năm 2020 theo đề xuất của Việt Nam. Về hợp tác ứng phó chung của ASEAN đối với đại dịch COVID-19, hội nghị đã thông qua tài liệu tham chiếu TOR, thành lập kho dự trữ vật tư y tế, khu vực và quỹ ASEAN ứng phó COVID-19. Thảo luận về quan hệ hợp tác của ASEAN với các đối tác, các trưởng SOM ASEAN nhấn mạnh sự quan trọng của việc duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao sự hợp tác của các nước thành viên ASEAN đối với Chủ tịch Việt Nam. Thứ trưởng nhấn mạnh trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 vào tháng 11 tới, đảm bảo một hội nghị thành công, thể hiện hình ảnh một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, vững vàng vượt qua các khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Tại phiên họp toàn thể lần thứ 30, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội vừa được diễn ra tại Hà Nội, cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu khẳng định những kết quả của Chính phủ, các cơ quan hữu quan trong việc triển khai thi hành hiến pháp, các luật, nghị quyết, rà soát văn bản quy phạm pháp luật với khối lượng công việc lớn. Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra bất cập hạn chế như chưa đồng bộ, thống nhất, nhiều quy định chưa phù hợp thực tiễn, chậm đi vào cuộc sống. Vẫn còn tình trạng ở một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành nghiêm túc đầy đủ luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban Pháp luật Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm tham gia xây dựng văn bản của các cơ quan từ soạn thảo, thẩm định, thẩm tra nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng văn bản, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết về chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước giai đoạn 2021-2030, trong đó xác định 3 trụ cột phát triển và 7 nội dung chính, bảo đảm tính độc lập của hoạt động kiểm toán nhà nước tương xứng với vị trí, vai trò là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và tuân thủ theo pháp luật. Chiến lược kiểm toán nhà nước hướng tới mục tiêu phát triển tổ chức bộ máy chuyên nghiệp, chất lượng, xây dựng đội ngũ công chức tinh gọn đến năm 2030 tối đa không quá 2.700 người. Kiểm toán nhà nước sẽ tăng cường kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề, kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán môi trường đạt tỷ lệ khoảng 30-40% số lượng các cuộc kiểm toán hàng năm. Chú trọng việc phát hiện các sơ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị hoàn thiện, nâng cao chất lượng các kết luận, các kiến nghị kiểm toán, theo dõi, đôn đốc và có giải pháp để đến năm 2030 hầu hết các kiến nghị kiểm toán được thực hiện. Bên cạnh đó, ngành kiểm toán cũng sẽ dần chuyển đổi từ quy trình kiểm toán truyền thống sang quy trình kiểm toán số dựa trên nền tảng dữ liệu lớn với sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo, thực hiện hoạt động tiền kiểm với dự án đầu tư trọng điểm quốc gia. Thưa quý vị, thời gian gần đây, cuộc đua về phát triển ngành ngân hàng số tại Việt Nam đã nóng lên, đặc biệt là sau khi công nghệ định danh điện tử eKYC được thí điểm tại một số ngân hàng. Có thể nói là thị trường ngân hàng số đang đứng trước một cơ hội để bứt phá. Nếu như ngân hàng điện tử Internet Banking là kênh để đưa một phần dịch vụ ngân hàng lên trực tuyến, thì khái niệm ngân hàng số Digital Banking được hiểu rộng hơn như thế.
đó là nơi mà gần như toàn bộ những cái dịch vụ đều có thể làm được. Chính vì vậy mà khi các ngân hàng được phép thử nghiệm công nghệ định danh điện tử EKYC thì được xem là một lực đẩy phát triển cho ngân hàng số của toàn ngành. Bởi vì cái việc mà mở tài khoản trước đây chỉ có thể làm trực tiếp tại ngân hàng thì nay vẫn có thể làm được qua ngân hàng số nhờ công nghệ EKYC. Chỉ trong tháng đầu tiên thí điểm định danh điện tử, các ngân hàng đã có từ 15.000 cho đến 30.000 tài khoản mở mới thông qua hình thức này. Công nghệ đang mở ra cơ hội để ngân hàng chạm đến những tệp khách hàng chưa từng có. Sự phổ cập của dịch vụ tài chính ngân hàng vẫn còn rất là giới hạn. Và nếu chúng ta dùng công nghệ như thế này thì chúng ta sẽ giúp cho người dân tiếp cận được dịch vụ tài chính ngân hàng cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Và tất nhiên chúng tôi cũng sẽ mở rộng được thị phần của mình. Trong số gần 50 ngân hàng đang có mặt trên thị trường, lượng ngân hàng có khối vận hành riêng để tập trung phát triển ngân hàng số hiện vẫn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Do đó, việc ngân hàng bắt tay với các công ty tài chính fintech để tận dụng lợi thế của nhau phát triển ngân hàng số được dự báo sẽ phổ biến hơn. Các ngân hàng cần phải coi fintech là các đối tác để cùng nhau bàn những cái giải pháp chung, chứ cũng không nên coi rằng đó là những đối thủ cạnh tranh, bởi vì cái xu thế nó rất rõ ràng như vậy rồi. Dù đã sở hữu hàng trăm nghìn tài khoản đăng ký nền tảng ngân hàng số, nhưng chúng tôi thấy mình chỉ mới ở mức 10% so với tiềm năng đạt được tại thị trường Việt Nam, đặc biệt với các sản phẩm như là tín dụng, bảo hiểm, đầu tư. Nhu cầu của thị trường tài chính ở Việt Nam vẫn còn rất nhiều cơ hội cho tất cả các doanh nghiệp tham gia. Một trong những rào cản lớn trên con đường số hóa của ngân hàng chính là tư duy e ngại, không thể tận dụng các đối tác tiềm năng. Một báo cáo mới đây của Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế, 80% trong số 250 ngân hàng hàng đầu tại châu Á-Thái Bình Dương cho biết họ vẫn muốn sở hữu toàn bộ chuỗi giá trị của ngân hàng. Mức độ đóng góp của bên thứ ba chỉ ở mức 2%. Cơ hội để bứt phá đã nhìn thấy, nhưng làm thế nào để phát triển ngân hàng số thành công sẽ là bài toán đau đầu với các chủ nhà băng. 9 tháng đầu năm, mặc dù có nhiều các mặt hàng xuất khẩu giảm, nhưng cũng có không ít mặt hàng nông sản vẫn duy trì giá trị xuất khẩu tăng so với cùng kỳ. Trong đó có mặt hàng gạo Việt Nam bất chấp những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, cũng như những thách thức lớn từ thiên tai, giá gạo của Việt Nam đang đạt ở mức giá cao. Cụ thể 9 tháng qua, giá trị xuất khẩu của Việt Nam đã đạt 2,5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 10%. Không chỉ vậy, gần đây giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong tháng 8, loại gạo 5% tấm đã có lúc vượt giá gạo Thái Lan, vươn lên dẫn đầu thế giới. Trong lịch sử 30 năm xuất khẩu gạo, đây là lần đầu tiên giá gạo Việt Nam cao hơn giá gạo Thái Lan đến 20 đô la Mỹ trên một tấn. Châu Á vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của gạo Việt Nam, đạt 2,78 triệu tấn, chiếm hơn 60% tổng lượng gạo xuất khẩu. Trong đó nhiều nhất là sang thị trường Philippines, tiếp đến là Trung Quốc, Malaysia. Mặc dù xuất khẩu sang thị trường châu Âu còn khiêm tốn, đạt 70 tấn, chiếm tỷ trọng chưa đến 2%. Tuy nhiên, một số thị trường có lượng xuất khẩu tăng mạnh như Tây Ban Nha tăng đến hơn 200%, Pháp tăng đến 145%. Và đây được đánh giá sẽ là tiền đề tốt để chúng ta tiếp tục khai thác hiệu quả cơ hội thị trường EU sau Hiệp định EVFTA. Và năm 2020 là năm dự báo có nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là với cây lúa như là hạn hán, xâm nhập mặn, nắng mưa thì thất thường. Tuy nhiên, nhờ những chủ động quyết liệt trong công tác chỉ đạo về mặt thời vụ, kịp thời trong phòng chống sâu bệnh cũng như là trình độ thâm canh của bà con, nên hai vụ chính là đông xuân và hè thu, nông dân cả nước đều được mùa lớn và góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu gạo đạt 2,5 tỷ đô la Mỹ chỉ trong 9 tháng qua, tăng tới 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Và trong lúc này thì tại đồng bằng sông Cửu Long, những người nông dân vẫn tiếp tục bám đồng với quyết tâm giành thắng lợi cả vụ lúa thứ ba trong năm. Đến thời điểm này, nông dân đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch gần 300.000 hectare lúa vụ thu đông với năng suất bình quân 5,5 tấn trên một hectare, cao hơn năm trước khoảng 0,2 tấn trên một hectare. Dù là vụ 3, nhưng bà con đã tuân thủ khuyến cáo về cơ cấu giống khi tỷ lệ lúa chất lượng cao chiếm hơn 70%. Trúng mùa, trúng giá nên bà con rất phấn khởi. Nó đạt hơn năm trước nhiều. Hiện công thì phần tôi thì tôi lời nhẹ lắm cũng từ 2 triệu. Với khoảng 500.000 hectare còn lại, lúa chủ yếu ở giai đoạn đẻ nhánh, làm đồng và trổ chín. Ngành nông nghiệp các địa phương đang quyết tâm bao giờ thành công diện tích này để đạt năng suất tối đa. Cánh đồng này lúa hơn 40 ngày tuổi, nhưng chủ ruộng không chủ quan mà vẫn thăm đồng thường xuyên. Mằng mùa này thì có mưa, gió, tôi thấy hồi xuống giống hơi vất vả. Xử lý ốc ngon lành thì bắt đầu lên được, thì bắt đầu từ đó sao khỏe, săn sóc đồ nhẽo.
Dù thu đông năm nay, nông dân đồng bằng sông Cửu Long canh tác khá thuận lợi. Số lần phun xịt thuốc bảo vệ thực vật giảm hơn 50% so với năm trước. Dù vậy, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Cục Bảo vệ thực vật vẫn chỉ đạo các địa phương và nông dân tiếp tục bám đồng để kịp thời ứng phó sâu rầy thời tiết nhằm đảm bảo một vụ lúa thắng lợi toàn diện. Cánh đồng nơi tôi đang đứng thì đã bị nhiễm bệnh đạo ôn. Tuy nhiên nhờ sự chủ động kịp thời nên bà con đã tiến hành phun xịt thuốc, nếu không thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất. Dày nâu, hai là cái đạo ôn, và đến cái giai đoạn bắt đầu chuẩn bị là chín đến thu hoạch thì cái vấn đề là chuột thì phải rất là chú ý và có cái biện pháp phòng trừ ngay. Cái thứ hai nữa là với các cái hình thái thời tiết cực đoan xuất hiện những cơn mưa trái vụ, khuyến cáo người dân là có thể chúng ta thu hoạch sớm hơn, gọi là xanh nhà hơn già đồng. Dự kiến toàn vùng sẽ có thêm 4,4 triệu tấn lúa hàng hóa từ vụ thu đông, tăng gần 500.000 tấn so với năm trước. Như vậy, đồng bằng sông Cửu Long sẽ góp thêm vào để cả nước đạt con số 43,5 triệu tấn lúa của cả năm, theo như dự kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Điều này cũng có nghĩa là Việt Nam tiếp tục thắng lớn cả 3 vụ lúa, bất chấp mọi khó khăn. Bộ Công Thương mới đây đã ban hành văn bản hướng dẫn về đầu tư điện mặt trời áp mái, và đây sẽ là cơ sở để các đơn vị điện lực, doanh nghiệp và người dân triển khai các hoạt động nhằm phát triển loại hình năng lượng tái tạo này. Việc tận dụng tài sản nhàn rỗi để sinh lợi, chủ động được nguồn điện năng lượng tiêu thụ và thậm chí là có thể bán ra tiền được xem là những ưu điểm của loại hình kinh tế chia sẻ mới trong lĩnh vực năng lượng. Mái nhà xưởng vốn là tài sản nhàn rỗi chẳng hề sinh lợi thì nay đã có thể giúp doanh nghiệp tiết giảm hàng tỷ đồng chi phí tiền điện nhờ đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái. Theo đại diện khu công nghệ cao Hòa Lạc, với nhu cầu sử dụng điện hiện nay đã vượt lượng điện thiết kế, việc có thêm nguồn điện mặt trời áp mái là giải pháp được khuyến khích nhân rộng. Tiến tới phát triển một cái khu công nghệ cao, đồng bộ và thông minh, thì cái tiêu chí đó là tiêu chí chúng tôi cũng khuyến khích cũng như tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp đầu tư vào khu để tiếp cận với được những với cái việc mà đầu tư cái điện áp mái tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Chủ động được nguồn điện, nếu dư thừa còn có thể bán lại cho các nhà máy hoặc đơn vị điện lực với giá gần 2.000 đồng một số, cao hơn so với điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời nổi. Đây là yếu tố tạo sức hút của việc đầu tư loại hình năng lượng sạch này. Thời điểm giờ cao điểm ấy, thì các doanh nghiệp tiêu thụ điện nhiều, nhưng mà cũng là cái thời điểm mà nếu như mà hệ thống điện mặt trời mà được lắp đặt thì sẽ là sản xuất được điện nhiều nhất, và như vậy thì nó tối ưu hóa được cái việc là chúng ta chủ động về nguồn điện. Thứ hai là sẽ được tiêu dùng điện giá rẻ. Tháng vừa qua, sau khi đầu tư điện mặt trời áp mái, anh Toàn đã giảm đến 2/3 tiền điện. Không những vậy, anh còn có thể bán hơn 200 số điện dư thừa cho điện lực. Cũng là một cái kênh đầu tư, do vậy cũng phải bỏ tiền một số tiền cũng không phải nhỏ. Nhưng mà cái lợi ích đem lại, quan trọng nhất là cái lợi ích đem lại ấy, thì là nó cũng rất là phù hợp với lại cái hoàn cảnh của mình nữa. Thì mình nghĩ là nó cũng là kênh đầu tư tốt. Theo đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, cả nước hiện có hơn 51.100 dự án điện mặt trời áp mái với tổng công suất đạt hơn 1.300 MW. Tính đến cuối tháng 8 vừa qua, EVN đã thanh toán cho các chủ đầu tư điện mặt trời áp mái trên 540 tỷ đồng. Tiếp theo bản tin là những thông tin nổi bật được đăng tải trên báo điện tử Số Ra Sáng ngày hôm nay. Nhiều báo và trang tin nước ngoài liên tiếp đăng tải những bài viết đánh giá tích cực về nền kinh tế Việt Nam. Trang tin tiếng Anh Diễn đàn Kinh tế Đông Á bình luận: nền kinh tế và con người Việt Nam thường được mô tả là kiên cường, và điều này được thể hiện rõ qua thách thức là đại dịch Covid-19. Sau khi cơ bản kiềm chế được dịch, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP 1,8% trong nửa đầu năm 2020, mặc dù hầu hết các quốc gia trên thế giới tăng trưởng âm. Ngân hàng Thế giới dự báo tốc độ tăng trưởng hàng năm của Việt Nam là 2,83% vào năm 2020 và mức tăng trưởng trở lại trước khủng hoảng là 6,8% vào năm 2021. Phiên bản tiếng Anh của Tân Hoa Xã Trung Quốc dẫn tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết tổng dư nợ cho vay của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay đã tăng 6,09% so với cuối năm 2019. Mặc dù mức tăng này thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 9,4%, song tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đã dần hồi phục kể từ tháng 7, đạt 4,03% vào tháng 7 và 4,75% vào tháng 8. Còn trang tin tiếng Pháp Le Petit Journal cho biết, một số nhà đầu tư châu Á đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam là một trong những thị trường hứa hẹn nhất trong khu vực. Với dân số 97 triệu người, pháp luật ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, và tăng trưởng GDP bình quân năm 2019 đạt 7%. Việt Nam đang trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài. Báo điện tử VTC News đưa tin, Thủ tướng vừa ký quyết định bổ sung Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thành
giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam, cán bộ nghiên cứu cao cấp của trường Harvard Kennedy thuộc Đại học Harvard, làm thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng. Hoạt động nghiên cứu của ông Thành tập trung vào ngân hàng, đầu tư công và phát triển cơ sở hạ tầng. Các nghiên cứu hiện tại và gần đây của ông Thành bao gồm huy động vốn cho cơ sở hạ tầng và sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng quyết định bổ sung tiến sĩ Trương Văn Phước, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, nguyên quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, làm thành viên chuyên trách Tổ tư vấn. Theo thông tin từ trang Việt News của Nga, nhiều hãng du lịch tại Việt Nam đã chuẩn bị để mở lại các tour đưa du khách Nga trở lại Khánh Hòa, dự kiến vào tháng 11 năm nay. Hiện các công ty này đã sẵn sàng để mở lại các chuyến bay thuê bao với tần suất có thể là một chuyến trên một ngày. Các đơn vị này cũng cho biết là đối tác phía đầu Nga hiện đã thường xuyên hỏi thăm về việc bao giờ có thể sẵn sàng tiếp nhận du khách từ Nga. Bởi Việt Nam có tên trong danh sách các nước do chính phủ Nga công bố, công dân của mình có thể tới du lịch. Hiện lãnh đạo của tỉnh Khánh Hòa cũng đang đề ra nhiều phương án và tiến hành xúc tiến để du khách Nga có thể sớm quay trở lại. Nội dung đáng chú ý có trong phần sau của bản tin. Các địa phương có liên hồ chứa nước ở khu vực Tây Nguyên cần đảm bảo quy trình vận hành và chuẩn bị sẵn phương án ứng phó khẩn cấp trong giai đoạn chính mùa mưa lũ. Kích cầu du lịch lần 2 cẩn trọng và hiệu quả hơn nhằm nhanh chóng phục hồi nền kinh tế ở một số địa phương có thế mạnh du lịch biển đảo. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, vào sáng sớm nay, mùng 7 tháng 10, vùng áp thấp vẫn hoạt động trên vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ. Dự báo trong 12 giờ tới có khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ nằm ngay trên vùng biển Phú Yên, Khánh Hòa, cường độ khoảng cấp 6, giật cấp 8. Sau đó là áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển hướng Tây rồi suy yếu. Từ nay đến 11 tháng 10, Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ xảy ra mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ cao xuất hiện lũ trên các sông, ngập úng vùng trũng thấp và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Hiện tại khu vực Tây Nguyên đang trong giai đoạn chính giữa mùa mưa, vì thế đảm bảo quy trình vận hành liên hồ chứa luôn là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu của các đơn vị quản lý hồ, đập. Tại tỉnh Đắk Lắk thì đến nay mọi kịch bản, phương án ứng phó khẩn cấp khi mà lũ về đều đã được công ty thủy điện Buôn Cốp, đơn vị quản lý 3 hồ chứa thủy điện dọc theo lưu vực sông Serepok chuẩn bị cách đây đã đầy đủ. Kể từ khi có trạm cảnh báo thông qua hệ thống loa phát thanh, ông Luyện cùng hàng trăm hộ dân khác cảm thấy yên tâm khi sinh sống và sản xuất ngay dưới vùng hạ du của nhà máy thủy điện Buôn Cốp. Có gì thì trên thủy điện thông báo về, thì chúng tôi ở dưới hạ du thì làm cũng nói chung là yên tâm hơn trong cái công việc làm. Đến nay, công ty thủy điện Buôn Cốp đã đặt 21 trạm cảnh báo dọc lưu vực sông Serepok. Đồng thời, công tác kiểm tra an toàn hệ thống đập được làm thường xuyên, không để xảy ra sai sót. Nhiệm vụ hàng ngày là kiểm tra thông số như mực nước hồ, lưu lượng về, lưu lượng chạy máy, lưu lượng thấm qua đập, rồi kiểm tra tình trạng làm việc của các cửa van cung. Việc trao đổi thông tin giữa nhà máy thủy điện với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan được kết nối thường xuyên. Từ đó đề ra những kịch bản, bản đồ ngập lụt có nguy cơ xảy đến và cách thức ứng phó phù hợp. Chúng tôi cũng thực hiện cái việc là hoàn thiện cung cấp thông tin, xây dựng cái website để cung cấp thông tin trực tuyến đến nhân dân trong vùng được biết, cũng như là chính quyền, cơ quan chức năng có thể hoàn toàn có thể chủ động truy cập. Từ nay đến cuối năm dự báo sẽ có khoảng 3 đến 4 cơn bão và có cả bão mang nguy cơ cho khu vực Tây Nguyên. Do đó, việc kết nối các hồ chứa trong vận hành điều tiết nước là việc làm quan trọng để giảm thiểu rủi ro thiên tai có thể gây ra cho khu vực này. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 35 Việt Nam không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng. Chiều ngày hôm qua, Việt Nam ghi nhận thêm một trường hợp mắc mới COVID-19 là ca nhập cảnh đã được cách ly ngay. Như vậy là tổng số ca mắc hiện là 1.098 ca. Còn trên thế giới, diễn biến COVID-19 vẫn rất đáng lo ngại. Ba quốc gia có số ca mắc và tử vong trong 24 giờ qua cao nhất vẫn là Ấn Độ, Mỹ và Brazil. Tính đến thời điểm này, theo số liệu của Bộ Y tế, tổng số ca mắc trên toàn cầu đã là hơn 36 triệu ca, tổng số ca tử vong là hơn 1.054.000 ca. Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất trên thế giới với 7,7 triệu ca mắc và hơn 215.000 ca tử vong.
Mọi người dân khi vào bệnh viện đều phải bật ứng dụng Bluezone truy vết COVID-19 nếu sử dụng thiết bị di động thông minh. Đây là yêu cầu đáng chú ý trong chỉ thị mới nhất của Bộ Y tế. Ứng dụng giúp truy vết nhanh những người tiếp xúc gần với những người nhiễm bệnh, qua đó giúp khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng. Theo ghi nhận tại một số bệnh viện thì phần lớn người dân đã cài đặt Bluezone, nhưng không phải ai cũng chủ động bật ứng dụng này lên. Đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Thường xuyên đến viện nên bà Lan cũng tự xây dựng nhiều thói quen để phòng tránh dịch bệnh. Ứng dụng Bluezone cũng được bà cài đặt từ lâu, thế nhưng phải khi có nhân viên bệnh viện hướng dẫn, bà mới bật lên để sử dụng. Thực ra là tôi cũng đã sử dụng Bluezone rồi nhưng mà không có 3G nên ra là ở những nơi ngoài vòng phủ sóng là không sử dụng được. Còn với những người trẻ tuổi như anh Tá Anh, khi đến viện anh đã chủ động cài đặt và bật ứng dụng truy vết COVID-19 từ trước đó. Ở bệnh viện thì em cũng muốn kiểu mình an toàn một chút nên em muốn sử dụng cái ứng dụng Bluezone để biết được xem là bệnh viện có người bị mắc ca nhiễm nào không. Nó sẽ giúp mình phát hiện ra được kịp thời nếu như mà, vì chắc là mọi người cũng sẽ tự phòng tránh cho bản thân mình đúng không? Ai cũng sẽ cài đặt cái này. Tại các bệnh viện, đặc biệt là đầu giờ sáng, lượng bệnh nhân và người nhà đến thăm khám tăng cao. Trong khi phần đa là người lớn tuổi thì để tất cả đều cài đặt và bật ứng dụng cũng là một áp lực không nhỏ. Thì các bác không biết sử dụng điện thoại smartphone thì bọn em hướng dẫn các bác rất là chi tiết, rất là cụ thể, thì các bác cũng rất là vui vẻ bởi vì bác cảm thấy được là cái hữu ích của cái việc cài đặt ứng dụng này. Trừ những trường hợp mà các cụ già lớn tuổi hơn nữa, các cụ không có khả năng để sử dụng điện thoại di động thì bệnh viện cũng khuyến cáo những người đi theo, người đi cùng là cài đặt ứng dụng Bluezone. Theo Bộ Y tế, hiện nay Việt Nam vẫn đang đón tiếp những chuyến bay có người dương tính với COVID-19 trở về nước, nên việc phòng, chống dịch vẫn cần phải tăng cường, đặc biệt là tại các bệnh viện. Bên cạnh việc khai báo y tế bắt buộc ngay từ cổng như thế này, tất cả người dân đều phải thực hiện cài đặt và bật ứng dụng Bluezone để kịp thời truy vết nếu không may có ca nhiễm mới. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các bộ ban ngành về việc toàn dân chung tay phòng chống đại dịch COVID-19, đẩy mạnh thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã phối hợp với một số doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức chương trình tri ân hỗ trợ các đối tượng chính sách. Theo đó, 100 suất quà trị giá hơn 100 triệu đồng đã được trao cho Hội Cựu Chiến binh và Cựu Thanh niên xung phong của Hà Nội và tỉnh Hà Nam, với mong muốn giúp người tiêu dùng, người lao động tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh liên quan đến thiếu hụt dinh dưỡng. Nhân dịp này, chương trình cũng đã giới thiệu nhiều sản phẩm dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe và những dịch vụ việc làm thiết thực trong đợt dịch. Qua đó, người dân vừa có thể sống chung với dịch, vừa phát triển kinh tế, mang lại công ăn, việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động. Du lịch bất động sản nghỉ dưỡng từ lâu là những thế mạnh đặc trưng của những địa phương biển, đảo của Việt Nam như là Đà Nẵng, Phú Quốc, Kiên Giang. Sau thời gian đóng băng hoạt động vì dịch COVID-19, những thế mạnh này chính là trụ cột cho sự phục hồi của kinh tế địa phương. Thành phố biển Đà Nẵng xác định kích cầu du lịch, đẩy lùi dịch bệnh là trọng tâm chiến lược từ nay đến cuối năm để tìm lại hình ảnh một điểm đến hấp dẫn. Chúng ta không kỳ vọng được sự tăng ồ ạt của khách, nhưng mà chúng ta kỳ vọng vào cái việc là khách du lịch lần này với chất lượng cao hơn, với chi phí cao hơn để chúng ta có thể góp phần hồi phục được các hoạt động của các doanh nghiệp du lịch. Còn tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mới đây Bộ Nội vụ vừa trình Chính phủ đề án thành lập thành phố Phú Quốc, thành phố biển đảo đầu tiên của nước ta. Sau khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, các doanh nghiệp đã bắt đầu khởi động lại các hoạt động đầu tư. Một dự án khu lưu trú dài hạn với dịch vụ khép kín vừa được khởi công tại Phú Quốc, nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến sinh sống và làm việc. Có đầy đủ cung ứng dịch vụ và tiện ích cho những người lưu trú mà không phải chỉ là lưu trú nghỉ dưỡng. Họ có thể lưu trú dài hạn, sống và làm việc tại Phú Quốc như một ngôi nhà thứ hai. Từ cái định hướng sản phẩm du lịch cho đến cái huy động cái nguồn lực, chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh mới, tức là những cái doanh nghiệp phải có tiềm lực thật sự, có quyết tâm thật sự để mới đầu tư được ở Phú Quốc. Dù mùa cao điểm du lịch đã qua, nhưng với nhiều hoạt động làm mới mình, các địa phương biển đảo đang nhanh chóng lấy lại được sức hút, là những điểm đến đầu tư, nghỉ dưỡng tiềm năng. Và trong phần cuối của bản tin là thông tin dự báo thời tiết cho các thành phố.
Đến đây bản tin thời sự xin được khép lại. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị khán giả có thể xem trực tuyến trên website của VTV Go hoặc cũng có thể tải ứng dụng VTV Go trên kho ứng dụng của App Store hoặc Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.